mùa không biết có qua khỏi cái mùa mưa năm nay không đấy, mùa mưa năm vừa rồi đấy. Ok, hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel Hùng Kaka Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Đấy, hiện tại mình là đang đứng đây cùng người dân bản 47 hộ dân bản Sơn Đôi mọi người. Thì đấy, hôm nay mình cũng gọi tất cả người dân đến đây là cũng có một công việc là cũng muốn triển khai để giúp đỡ người dân và cũng như là họp bàn với người dân đấy để có cái kế hoạch. Đấy thì người dân đã đến đây rồi. Dạ, Tulu Phala, chào các bạn. Đấy. Thì mọi người cũng biết rồi đấy, tất cả ở bên này, tất cả bản làng nào cũng vậy, nhà người dân nào cũng vậy, thì là đang hiện tại là đều là xây bằng cái gạch đất mọi người. Đấy, cứ vào cái mùa khô là người dân là bắt đầu sẽ đi xây đóng gạch đất và xây nhà bằng đất và sửa những ngôi nhà đã bị suy sụp. Nói chung là những cái nhà đất này thì một năm đến hai năm thì là cứ phải làm lại một lần. Đấy thì bây giờ là mình cũng có kế hoạch và cùng hỗ trợ cho người dân đấy, để làm tất cả người dân bản sẽ cùng nhau đóng gạch và sẽ đi sửa cho những cái ngôi nhà nó đã bị xuống cấp và sửa, và những người già neo đơn ấy, những ngôi nhà mà đang ở bằng cái ngôi nhà tránh thì sẽ bắt đầu là sẽ xây một ngôi nhà bằng gạch đất mới và sẽ mua những tấm tôn để lợp lên đấy. Thì bên này mình cũng đã chuẩn bị một ít khuôn bên này thôi, bây giờ cũng sẽ nói với người dân đấy, còn như bác trưởng thôn mà bác phó thôn ở đây rồi đấy. Đấy, hai bác đấy là đứng đây rồi đấy. Nên bây giờ cũng sẽ nói về bác đấy và cùng tất cả người dân luôn là sẽ kế hoạch là sẽ bắt đầu là đóng gạch đất và xây sửa nhà đất và lợp xây sửa. Đấy, lúc sẽ sửa thì sẽ có tấm tôn nào hỏng thì sẽ hỗ trợ mua để lợp lại để đến mùa mưa là không bị nằm đất và không bị nước mưa vào mọi người, không bị ngủ lúc trời mưa, không bị lo sợ nữa. Và những ngôi nhà mới thì sẽ lợp tôn mới, những ngôi nhà mới thì sẽ ưu tiên cho những người già và những trẻ em mồ côi đấy, những người có những đặc biệt những hoàn cảnh khó khăn không thể mà tự xây được là những ngôi nhà đấy. Dạ, ese tempo. El tempo de falla do bene. Vamos reparar cuál casa está mal, ¿eh? O construir casa de nuevo, ¿eh? Ya. Estamos ahora ya como la casa. Ven aquí para aquí Santa María. Todo aquí vamos ficar junto, fazer adubo aí. Vamos fazer muito adubo aí, vamos levar, reparar qual é a casa aí. O tempo fazer adubo, né? Tudo, cada família tem, vai, cada uma pessoa vai trabalhar. Eu vou trazer de almoço para o dia de trabalho. Já? Já. Já. Quando acabar a adobe, qual é a casa, tipo, primeiro casa de mais velha, fica sozinho, ou casa tem criança, não tem como força, vamos fazer, repara, ou construir casa nova, vamos fazer primeiro. Đấy, và đây bên này mình cũng đã mua đấy, những chiếc khuôn đóng gạch mọi người. Đấy, lại tiếp tục đi đóng gạch. Dạ, ở đây thì đây. Mấy cái này. Đấy, chiếc khuôn này mọi người. Đấy, khuôn này thì mọi người xem video của anh em mình đã biết rồi. Mỗi lần đóng là đóng được 2 viên. Dạ, aquí. Cá xài á. Gas, ¿cómo es? Ya, tira, dame bolas. Đấy, và cũng có thêm một ít bánh quý. Đấy, vào các em nhỏ mọi người nhìn thấy các em nhỏ ấy nhìn cũng rất là tồi, cứ lúc nào thấy anh em mình vào đấy cứ hỏng hỏng là để xem có cái bánh hay là gọi bím bím gì, cái kẹo gì không. Thì lần nào vào bản đấy mình cũng đưa vào. Thì nói chung hôm nay đấy, ấy nắm chiếc khuôn đóng gạch này và cũng như là một ít bánh này, thì một lần nữa là cũng lâu lắm rồi là chị đấy, đấy mọi người cũng biết đấy, chị Vân Trần đấy đang sinh sống và làm việc bên Mỹ, thì lâu nay là chị đấy cũng là bận một số công việc rất là bận, đấy là
một thời gian dài là không đồng hành được cùng anh em Team Châu Phi mình, thì hôm nay bây giờ là chỉ đấy, đấy hôm nay là tiếp tục là hỗ trợ đấy, cho người dân bản là nói chung là rất là nhiều cái khuôn này cho tất cả nhiều bản, thì mỗi bản là bình thường là 5 cái thôi, thì hôm nay đây là mình đã mua 5 cái mặt chị Vân Trần đấy, đúng không? 5 cái khuôn này và cũng như là một ít bánh kẹo cho các em nhỏ đấy, thì một lần nữa là mình cũng cảm ơn chị Vân Trần rất là nhiều, lại tiếp tục đồng hành cùng anh em Team Châu Phi mình. Thì đấy, của cả khuôn này rồi, còn bây giờ bánh kẹo sẽ để phát cho các em nhỏ. Dạ, có là kia anh sao thì cả xin là dạ anh có mấy xe là anh đến có gì mà ôi anh có sao mới mua lại trời đấy bùi ấy. Bây giờ mình cũng sẽ đi quay cho mọi người những ngôi nhà đất bên này. Dạ bay tu đu mãi về lưu âm sĩ kỳ á. Sao mà tu đu mãi về lưu âm sĩ kỳ? Vâng, sĩ kỳ. Vô xe phi ca kỳ nhá. Đấy mọi người, ấy, ví dụ như những ngôi nhà đất này đấy, đấy là nó đã bị xuống cấp rồi đấy, và cũng như là sẽ là sửa lại. Ở bên này thì cái nhà bếp thôi đấy, nhà bếp thì tạm thế này cũng được, còn bên này nhà ở mọi người. Đấy mọi người nhìn này, đất đai này, đây nó là xuống cấp hư hỏng nặng này đấy. Em sẽ ta qua gì? Quay cây đấy, ngôi nhà này sẽ ưu tiên là sửa đầu tiên đấy, nó cũng xuống cấp trang trọng này, ống đất nó đốn, nó có đục lỗ đấy. Còn trong nhà thì mọi người cũng nhìn thấy đấy, tôn này, toàn thấy trắng ba sao này. Đấy. Đấy, toàn trắng sao thôi, buổi ngày cũng như buổi đêm là toàn thấy trắng buổi sáo đấy. Đấy, cái này mưa thì nó sẽ bị nước vào rất nhiều mọi người, đấy toàn thấy mưa gió thế này thì làm sao mà ngủ được. Đấy. Đấy. Buổi ngày mà như buổi đêm luôn đấy. Thế là sẽ sửa và đấy, tường đây này mọi người này, đây này, nó nứt hết thế này này, sập đây này, đấy, trong này cũng vậy, đấy toàn, nó kiểu lâu lắm quá nó bị xuống cấp ấy, đấy, tường tiệc thế này, sập xệ, đấy phòng ngủ không có gì luôn, nên là phải xây sửa lại đóng cách đất đấy. Đấy, đến lúc mà cả tất cả người dân bản đã đi để đóng cách đất thì những ngày đấy thì bữa ăn trưa thì sẽ là hỗ trợ ăn trưa cho người dân đấy, và để mà đóng có khước mà làm đấy. Dạ con phải về ra tiếp bộ qua lại cả gia ta bỏ về đấy, con phải về primeiro. Dạ đi xuống quay mẹ nhà dì kia cho mọi người xem. Đấy, như cái nhà này mọi người, nhà này thì là mùa không biết có quá khỏi cái mùa mưa năm nay không. Đấy, mùa mưa năm vừa rồi đấy là nó đã sập đấy. Ese cái có cho một xu vào đấy. Đấy. Đấy, tương này là hỏng hóc thế này cả này. Đấy, nó từ nó rơi đấy mọi người, đấy. Từ nó rơi. Và bên này cái nhà bên này thì nó đã bị đổ cái mùa mưa vừa rồi. Đấy, con nhà này, đấy mọi người, nhà con này. Đấy, nhà bếp ấy cho nấu mưa nặng là chỉ có nấu đấy thôi đấy, đó chỉ nấu thôi. Đấy, còn bên này trong nhà này thì cái tường này nó cũng là không có gì nữa đấy. Còn nấu gần đấy, mưa là phải đem vào nhà nấu mọi người đấy, mưa là phải đem vào nhà nấu đấy. Tôn đây này nó thủng hết lồ đấy, cái này thì mất không phải sáo nữa mà toàn trắng thôi đấy. Đấy.
rồi sáo hoa trắng. Đấy, mặc dù là ban ngày nhưng vì sao lấp lánh. Trong nhà cũng chẳng có gì cả đấy. Bên này thì rồi bán, còn bên này cái giường ngủ mọi người này, ngủ bằng đất thế này. Đấy, gạo mình phát ra vẫn còn để dành đấy mọi người này, chưa ăn đâu này. Đấy, chỉ đang ăn bột ngô thôi, gạo bao gạo đang để dành đấy. Người dương ngủ đấy này. Còn cái chiếu này thì mình tặng đấy. Buổi tối là sẽ rải cái này ra sàn đất và ngủ. Thôi tạm thời trước mắt là cứ sẽ là để đóng gạch và xây sửa lại nha. Đấy, và tấm tôn nào nó bị hư hỏng đấy sẽ là thay để người dân là đến cái mùa mưa là không phải bị ở cái hoàn cảnh là mưa ướt và đừng bê bê những cái chậu này là hứng nữa. Esse caia da mãe, né? Tem sair primeiro. Ah, caia assim. Óbvio. Também depois tudo qual é casa, né? Sabata tem buraco. Sim. Vamos trocar de novo. Ah, tá bem. Já. Viva. Tempo chuva. Quando chuva, né? Não fica medo mole, ah. Óbvio. Esse tempo chega tem de fazer já. Muito obrigado. Até tempo chuva. Dúi bem. Ok. Nào ta mê đủ mai. Ok. Yeah. Đấy, nhà nào cũng vậy mọi người. Thế nên là ấy, như những bản vừa rồi, năm vừa rồi mình đi đấy. Là mình đến đấy thì cũng là tất cả bản là đã có cái ngôi nhà đất mới này. Rồi là có tất cả tôn mới đấy. Những tấm nào mà nó bị thủng lỗ, nhìn thấy trắng, thấy sáo. Đấy, ban ngày như cũng ban đêm thì đã, những bản đã đến đấy rồi thì đã được hoàn thiện hơn. Bây giờ là đi sang bên kia để xem là các cháu đã nhận bánh kẹo xong chưa, để con tiếp tục là phổ biến cái kế hoạch sắp tới cho người dân để mà có động lực làm hơn. Đấy, phải tranh thủ cái mùa này mọi người. Mùa này là một đội sẽ đi làm nông nghiệp ấy, một đội người dân sẽ cứ làm cái kế hoạch là đóng gạch đất đấy, đi đóng gạch và xây sửa nhà đất bằng đất thôi. Đấy, các em cũng đã nhận bánh kẹo xong rồi mà vẫn đang đứng xếp hàng đấy. Đấy, tất cả đây được. Tú đu ra tê, bu lai sẵn ấy, lê vào anh ta. Đấy, bây giờ là nhận bánh kẹo xong rồi, đi chơi để người lớn là tiếp tục công việc hôm nay. Dạ, ổng ra. Phố bình cái nhá. Já vai, criança, vai brincar. Homem, amigo, eu e a Tudo mais velho, vem aqui. É. Criança, foi brincar. Homem, lá, vamos lá, vamos brincar. Đấy, người lớn thì ít mà trẻ em thì nhiều gấp mấy lần mọi người ạ. Đấy, nhiều quá. Ê, assi criança bué, por que? Mais velha assim, só tem pouco. Aí, é. Para, não nasce mais. Já tem muito assim. Aí, quem nasce mais, vou cortar. Assim, corta. Đấy, cũng phải phổ biến cái kế hoạch cho người dân luôn, cũng vừa nói chơi vừa nói thật mọi người. Đấy, không được đẻ là ngưng đẻ, nếu mà đẻ thêm nữa là cắt. Nó sẽ mùi tu assi criança vai ficar fome. Chega. Assim. Corta con katana. Đấy, vừa đùa vừa thật đấy để người dân. Đấy, bây giờ để phao công việc chính. Dạ, aqui já tem caixa, tá vendo? Segunda-feira, cada uma família, uma pessoa, vamos começar a fazer a dublar naquele campo, né? Ou por qual é o sítio, fazer bem a dupla. Tudo vamos ficar lá. Yeah. O dia qual é o trabalho, vamos ajudar a moço aí, para todo o pessoal trabalhar. Quem trabalha, vamos comer, quem não trabalha, não pode. Mas tem que sair tudo, cada família, uma pessoa. Qual é a casa de... Casa com a...
tipo mais velha, né? Ou mais velho. Bora ficar, não tem mulher. Quem tem força, vão ajudar aí. Ah, yeah. Né? Tá bom, né? Đấy, bây giờ là tặng khốn đấy, một lần nữa là cũng cảm ơn chị Văn Đăng rất là nhiều đấy. Dạ, ác ra vào mô Let's be my bad Primer Asi Muito obrigado. Vamos trabalhar com ele. Vai velho, vamos pegar. Isso. O chilete. Outro. Isso. Obrigado. Đấy, khốn là rất là nặng mọi người động đấy. Outro. Vamos receber. Ok. Ah, sim. Isso. Yeah. 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 Oh, the isso. Valeu. Yeah, esse casa, né? Para daqui da Santa Maria, não para ninguém. Para tudo a aldeia, né? Tá bom, né? Đấy, khốn ở đây thôi, đấy, chỉ nắm khốn nó động mọi người. Vì làm cái đất này mọi người biết đấy, làm rất là mệt luôn. Nhưng mà chúng hôm nay là mình cũng thấy mặt chị Vân Trần là mua một ít khốn đóng gạch này để vào cái kế hoạch là để chuẩn bị xây đóng gạch và xây sửa nhà cho người dân. Và cũng thêm một ít bánh kẹo cho các em nhỏ. Rồi bây giờ cũng là để cho người và dân là về tiếp tục công việc, hay cũng như anh em đi tiếp tục công việc ở những bản làng khác là làm nông nghiệp đấy, để giúp người dân là xóa đói giảm nghèo. Đấy, thì video này mình cũng xin kết thúc tại đây. Mọi người thấy video hay và có ý nghĩa thì nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Ca Ca Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo và các em nhỏ mồ côi ở miền núi Châu Phi các bạn nhá. Chào các bạn. Ya, eso, para guardar ya, a trabajar ya.